Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Thì thời gian vừa qua nhiều bạn có comment hỏi mình rằng là ngoài công viên thì làm sao mà bật sửa oxy được anh. Thì sau thời gian nghiên cứu mình cũng đã phát hiện ra được một vấn đề, đó là cái cách mà làm mình làm máy oxy sưởi ngoài công viên các bạn. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn xem cái công trình nghiên cứu của mình đến thời điểm hiện tại là đã thành công và mình đã sắp thương mại hóa cái công trình này. Đây, cho các bạn xem. Đây là cái công trình hệ thống máy bơm oxy bằng năng lượng mặt trời của mình. Và mình đã thành công rồi các bạn. Quá trình đi tìm kiếm những cái vật liệu này thì cũng khá khó khăn. Nhưng mà trước mắt các bạn đang xem thành quả. Đây là một cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đây là một cái máy bơm oxy nè. Và đây là cái thành quả của chúng ta là hệ thống sục oxy rất là mạnh cho một cái ly nước các bạn nha. Đây chỉ là thử nghiệm thôi. Bây giờ sau đây mình sẽ tiếp tục thử nghiệm khoảng 3-4 cái hồ nữa. Tại vì cái máy bơm này nó cũng khá mạnh. Như bạn nói, cái thấy mấy cái mô hình này bên Thái Lan rồi, thì thực chất mình cũng đã thấy cái mô hình này bên Thái Lan rồi, nhưng mà mình cũng đã mua cái sản phẩm đó rồi. Thì mình thấy rằng cái sản phẩm đó khá yếu, cái máy bơm nó khá yếu, nó không có ứng đủ cái nhu cầu của mình trong cái quá trình nuôi cá. Thì thế mình qua cái thời gian nghiên cứu thì mình thấy cái máy bơm này nó có hiệu quả cao hơn, cái tốc độ bơm oxy mạnh hơn, và cũng như là mình cũng đã thay cái tấm năng lượng mặt trời này rồi. Một cái điều may mắn rằng là mình có một cái ông anh bên Hồng Kông. Ổng là người Hồng Kông nhưng mà ổng sinh sống tại Việt Nam, ổng buôn bán những cái hàng về sản phẩm về năng lượng mặt trời. Trời ơi, tôi nói cái duyên số gì đấy nó đến. Thì mình bắt đầu mình đi tìm cái tấm năng lượng mặt trời này, tìm hết tấm này để tấm khác, thì cuối cùng mình cho ra một cái tấm này vừa nhỏ gọn, giá thành ok mà đáp ứng đủ công suất nhu cầu của mình nuôi cá cho khoảng 3-4 hồ gì đấy. Rồi ok, như các bạn cũng đã thấy là cái hệ thống này cũng khá hay đúng không? Éo cần điện, éo cần gì hết, chỉ cần là như vậy thôi là có thể nuôi cá rồi. Bây giờ mình sẽ đem vô cái hồ cá công viên của mình cho các bạn xem thử nó hoạt động như thế nào nha. Nãy mình thử rồi, nó hoạt động mạnh bạc cố luôn. Nhiều bạn đang thắc mắc là cái này ban đêm nó có chạy không á. Mình xin thưa là ban đêm cái này không chạy nha các bạn, hoặc là trời mát thì cái này nó cũng không chạy. Nhưng mà đối với một cái năng lượng mặt trời thì các bạn cũng đã hiểu rõ rằng là cái công việc của nó làm là cái việc của nó làm là khi có nắng thì nó mới làm việc, còn không có nắng thì nó không làm việc các bạn nha. Đây mình kiếm chỗ nào có nắng nè, chỗ này nó có nắng nè. Khi có nắng thì máy này nó sẽ hoạt động. Cái máy này thì tuổi thọ cũng khá lâu, tại vì nó hoạt động không có hết công suất nha các bạn. Khi nào có nắng thì nó mới hoạt động, khi nào không có nắng thì nó không hoạt động. Thì như các bạn cũng đã thấy rằng đây là cái lượng oxy nó thổi vô trong nước rất là mạnh so với cái đàn cá của chúng ta. Nhờ như các bạn cũng đã thấy thì cái hồ của mình nó đã tan hoang tan nát rồi, tại vì những đứa nhỏ trong xóm này nó phá banh xác luôn. Mình tính làm review cho các bạn xem nhưng mà mình không có thời gian, mình quên mất. Thì hôm nay mình có thời gian thì mình làm review cho các bạn xem luôn là cái hồ cá banh xác rồi. Nhưng mà cũng may mắn là cá đã đẻ rất là nhiều rồi các bạn. Được một cái máy này hoạt động rất là êm các bạn ha. Thì mình không nói gì hết thì hầu như là không nghe hết nè. Nghe mấy tiếng rất là êm, nghe cái tiếng êm hơn cả cái máy oxy bình thường ở nhà nữa. Nó êm lặng vãi chưởng đó bạn à. Thì như các bạn cũng thấy thì lúc oxy sủi mạnh, lúc oxy sủi nhẹ. Lý do là tại sao? Lý do là do ở trên cái bóng cây á, nó quạt vậy nè. Khi mà có nắng á là nó sẽ sủi mạnh, còn khi không có nắng nó sẽ sủi nhẹ lại. Và cái tấm này á thì theo ông anh mình nói là cái tấm này là trời mát nó vẫn hoạt động. Trời mát nó vẫn hoạt động, còn khi mà trời nắng thì nó sẽ hoạt động hết công suất của nó. Nên các bạn yên tâm là khi trời hơi mát mát thì nó vẫn hoạt động bình thường các bạn nha. Nè, khi mà trời nắng lên nè, nó sủi mạnh quá trời mạnh luôn nè, thấy không? Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ thử nghiệm, mình sẽ chia cái máy oxy này thành nhiều hồ xem coi nó sẽ chạy tối đa được bao nhiêu hồ các bạn nha. Rồi sau khi setup thì các bạn cũng đã thấy trước mắt các bạn đây là cái phần hồi nãy giờ mình nói là máy oxy chạy bằng năng lượng mặt trời. Thì cái máy này nó có thể kéo được 4 hồ giống như các bạn đang thấy. Đây, thứ nhất là chúng ta thấy là có một cái ba cái thao nhựa lớn này không? Và mình bỏ vô cái ly thì nó cũng còn dư oxy để sủi oxy này. Thì chứng tỏ ra là cái máy này nó cũng khá mạnh các bạn. Cái máy này cũng khá mạnh. Và
Và cho các bạn biết là ánh nắng bây giờ là chưa có nắng gắt các bạn. Nó ánh nắng hôm nay là nó cũng khá dịu nhẹ chứ nó không có gắt. Vì thế là mình thấy rằng là cái này hoạt động công sức của nó cũng khá lớn đó các bạn nha. Đây cho các bạn xem sơ qua cái công trình nghiên cứu máy oxy bằng năng lượng mặt trời đã chạy rất là ngon lành. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Oxy sủi chỗ này là cá rất khỏe các bạn nha. Oxy sủi này rất cá rất khỏe. Một cái điều nữa mình thấy rất là hay là cái máy này ngoài là chạy năng lượng mặt trời, nó còn có thể chạy bằng bình. Khi mà ngày nào không có nắng thì các bạn có thể thay cái bình vô cũng được. Hoặc là đối với những cái bạn nào mà hay đi vớt bo, hay đi vớt trùng, hay nói chung là hay đi vớt cái con gì tươi sống, hoặc là hay đi chợ cá đi bán hay gì đấy, thì các bạn có thể có một cái máy này, một là chạy bằng năng lượng mặt trời, còn hai là các bạn có thể gắn bình ắc quy, các bạn chạy hòa pha một công mà đôi chuyện, hiểu không, một công mà đôi chuyện, rất là thú vị. Mà thị trường hiện nay nó có bán một cái loại máy nó na ná giống như vậy, nhưng mà cái đầu nó nhỏ hơn vậy thì công suất cái hơi nó ra rất là yếu. Mình đã mua và sử dụng rồi, giá đâu đó khoảng từ 60 đến 70 ngàn một máy. Nó yếu vãi chưởng các bạn. Một thậm chí mình nói nha, một cái hồ như vậy là nó muốn thổi được cái hồ như vậy là chạy ỉa trong quần luôn mới thổi được cái hồ vậy. Còn đối với cái đầu này và cái motor công suất lớn hơn thì nó dư sức ra 4 hồ. Và các bạn thấy cũng, nếu mà các bạn chơi một hồ thì nó sủi mạnh là phải nói là mạnh banh xa, banh sát luôn. Mình đã nghiên cứu rất là nhiều mình mới tìm được cái motor giống vậy. Mình đã liên hệ hỏi rất nhiều người mới tìm được cái này. Rồi, hấp dẫn chưa hả? Hấp dẫn chưa? Rồi, ok, video đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú theo dõi video này. Bạn nào thấy video này hay nhớ like, share cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên để lại cho Nguyễn Phong có đăng ký nha. Còn bạn nào muốn mua bộ sản phẩm này, liên hệ, vui lòng liên hệ cái đường link bên dưới miêu tả video này, hoặc gọi điện trực tiếp cho mình bằng số điện thoại bên dưới miêu tả video này nha các bạn nha. Rồi, bye bye.